Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì buổi tối tốt lành. Chúa cho tôi có cơ hội đến đây và thay mặt hội thánh cũng như thay mặt gia đình của tôi. Cảm ơn ông bà mục sư David Dũng đã có lời mời để tôi đến vùng đất này. Và tôi cũng cảm ơn hội thánh của Chúa cũng có cơ hội cho tôi có cơ hội để có thể cùng thờ phượng Chúa cùng với hội thánh Chúa tại đây. Trước khi chúng ta bước vào sự thờ phượng Chúa thì tôi thấy rằng tôi sẽ muốn giới thiệu một chút xíu về tôi, vì cuộc đời của tôi là cuộc đời mà chính Ngài đã thương xót ngày cuối cuộc đời của mình. Tôi được sinh ra trong một gia đình, lúc bấy giờ thì má tôi có tất cả là 4 người con. Ba tôi mất năm tôi 8 tuổi, cho nên một mình má tôi nuôi 4 người con như vậy và rất là khổ. Tôi được sinh ra ở trong một gia đình ở tại Sài Gòn. Chính vì lẽ đó mà khi má tôi nuôi 4 đứa con như vậy không nuôi nổi, cho nên khi mà tôi học lớp 2 thì tôi mới đề nghị bà, đó là má ơi, bây giờ cho con đi ra ngoài để kiếm tiền phụ với má. Lúc bây giờ thì tôi làm một cái nghề rất là dễ dàng, đó là đi bán vé số. Năm lớp 2 khoảng 8 tuổi tôi đã ra đời và tôi bán vé số. Tôi bán cho đến năm lớp 8, tôi bán cho trong vòng 6 năm như vậy. Và trong thời khắc tuổi trẻ của mình còn rất là nhỏ, nhưng mà tôi ra ngoài đời rất là sớm. Và khi ra ngoài đời mình không có ba dạy dỗ mình, và má thì phải lo gia đình, cho nên tôi hấp thu những cái xấu ở ngoài đời rất là sớm với cuộc đời của mình. Mỗi ngày thì tôi đều có một cái radio, khi bán vé số thì tôi có một cái gọi là một cái túi đằng trước này nè, thì tôi bỏ cái radio vào cái túi đó. Và mỗi ngày như vậy thì khoảng 4 giờ mấy chiều thì tôi phải nghe số, tại vì mỗi ngày tôi đều đánh đề. Tôi nhớ từ con số đề từ số 00 tới số 99 luôn. Và cảm ơn Chúa, cứ bán vé số như vậy và tôi hết vốn rất là nhiều lần như vậy. Và chính vì lẽ đó tôi không dám về nhà và tôi sống gọi là ở bên ngoài nhiều hơn. Tôi thì ngủ ở ngoài những cái sớ thịt á, những cái người ta bán thịt á, thì những cái sớ thịt có gạch men á, thì tôi chảy báo tôi ngủ. Và tắm rửa thì tôi ra ngoài sông tôi tắm, và tôi sống bụi đời rất là nhiều năm như vậy. Và cảm ơn Chúa tôi hết lần này đến lần khác và cứ lao vào đề đớm cờ bạc. Và cảm ơn Chúa, tôi cắt ngắn một thời gian thì khoảng năm 16 tuổi, có một người nói về Chúa Giêsu tôi nghe, và họ mời má tôi đến. Trong buổi tối đó mời má tôi đến để nghe về Chúa tại hội thánh đó. Thì má tôi không đi được tại vì cớ cuộc sống khó khăn quá. Trong buổi tối hôm đó tôi được đến với hội thánh của Chúa, và trong đêm đó thì tôi đã mời Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình. Và tôi nhớ một điều, đó là trong cái buổi tối hôm đó tôi đã thấy hội thánh rất là yêu thương. Trong khi đó bên ngoài thì người ta không có giống như trong hội thánh. Chính vì đó nó tác động và tôi tiếp nhận Chúa. Mặc dù như vậy trong những tháng đầu tôi vẫn không thay đổi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cho đến một thời gian tôi được học tín lý. Và tôi nói nếu thật có Chúa thì Chúa ơi, xin Ngài biến đổi con. Xin Ngài thay đổi cuộc đời con. Và lúc bây giờ lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, khi mình được Chúa Ngài giải cứu mình ra khỏi cờ bạc, thì bắt đầu mình bắt đầu làm có dư. Khi mà tôi đến hội thánh đó thì tôi không hề có một cái áo tay ngắn. Tôi chỉ mặc áo thun và mặc cái quần xà lõn như vậy nè, và mang đôi dép. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà tôi biết Chúa rồi Chúa cứu tôi, và bắt đầu có dư, thì tôi mới mua được những cái bộ quần áo, rồi bỏ áo vô quần, rồi cài dây nịt lại đàng hoàng. Và sau đó thì tôi quyết định là đi học bổ túc trở lại. Năm lớp 8 tôi đã bỏ học, và sau mấy năm gian dở thì tôi quyết định là tôi đi học bổ túc trở lại. Và khi tôi học bổ túc trở lại thì khoảng năm lớp 9 thì tôi gặp vợ tôi. Lúc bây giờ cô cũng là một người bằng tuổi tôi luôn, từ ngoài Bắc đi vào trong Nam lập nghiệp vì cớ nghèo khổ quá. Và hai vợ chồng chúng tôi lúc bây giờ là chỉ là ở trong lớp, và cô cũng không biết Chúa. Tôi giới thiệu về Chúa Giêsu cho cô và mời cô đến là thánh của Chúa, và cô cũng tiếp nhận Chúa. Sau đó khi chúng tôi học xong thì chúng tôi lập gia đình vào năm 21 tuổi. Đó là cái khoảng khắc mà cuộc đời tôi ở trong Chúa. Vào năm 2008, sau tất cả những khó khăn thì tôi kinh doanh được 3 năm trong cái ngành, đó là chúng tôi sản xuất gối nằm, cái gối mình nằm á, cái gối mình cắt cái bao ni lông ra thì cái gối nó phình lên. Và cảm ơn Chúa, sau 3 năm khó khăn thì năm 2008 là chúng tôi tương đối
được nói chung có dư giả một số vốn. Chúng tôi có một cái cơ sở phải đi thuê cơ sở mà tôi sản xuất riêng luôn. Thì tôi nhớ một lần tôi được một người, một mục sư cầu nguyện cho tôi, và ông thấy tôi rất là được phước hạnh, và tôi amen để đón nhận tất cả những phước hạnh Chúa ban cho. Nhưng đúng bây giờ cũng là lúc cuộc đời tôi bước qua một cái thử thách mới và một trang sử mới trong cuộc đời của mình. Trong buổi chiều hôm đó tôi bị chính cái ông mà nói về cuộc đời đó đó, thì chơi thể thao làm sao ông đá vào cái cổ của tôi và tôi bị lệch đĩa đệm. Sau khi bị lệch đĩa đệm thì từ Vũng Tàu tôi phải nhập viện về Sài Gòn gấp. Và khi vào nhập viện ở Sài Gòn gấp á, thì bác sĩ chụp MRI và yêu cầu mổ, tại vì lúc bây giờ hai tay tôi không cử động được nữa. Và tôi rất là đau đớn, nhưng mà nhờ sự cầu thay của nhiều người và Chúa đã thương xót để tôi không mổ. Thì tôi biết là đĩa đệm mà mổ á, thì nó có rất là nhiều vấn đề, cho nên chúng tôi không có mổ và chúng tôi quyết định uống thuốc và điều trị trong hơn một tháng đó. Khi một tháng như vậy tôi nằm bệnh viện thì vợ tôi lo chăm sóc và lo tất cả công việc. Và vì cớ cô phải lo cho tôi, cho nên lúc bây giờ thì cô đã có bầu đứa con thứ hai tôi. Và khi có bầu đứa con thứ hai thì do làm việc nhiều quá nó bị băng huyết, và bác sĩ yêu cầu bây giờ muốn giữ đứa con đó thì phải nằm một chỗ. Và vợ tôi đã quyết định là giữ cái thai đó, giữ đứa bé đó và nằm một chỗ. Thì khi mà tôi ra viện thì tôi lại thay thế cái công việc của vợ tôi. Và cảm ơn Chúa mọi điều tốt lành đến với cuộc đời tôi. Đó là vào một buổi tối, lúc bây giờ thì vợ tôi còn khoảng độ khoảng một tháng nữa sanh thôi. Thì vào buổi tối hôm đó thì có một cái cuộc điện thoại vào một khoảng 12 giờ đêm. Em trai của tôi nó gọi điện thoại, anh ơi, tôi hỏi có gì hay không, vì 12 giờ rồi. Thì em tôi mới gọi điện thoại, anh ơi, xưởng mình nó cháy hết trơn rồi. Wow, khi mà tôi nghe những cái gì mình làm trong nhiều năm á, mình không đứng nổi nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vợ tôi quý vị biết còn một tháng nữa, cái bụng như vậy nè. Nhưng mà vợ tôi vẫn nói là bây giờ mình chạy qua bên cái xưởng coi. Lúc bây giờ thì tôi có được một đứa con thứ hai, đứa con đầu 9 tuổi, thì cùng với cháu, hai vợ chồng chạy qua bên xưởng. Thì chứng kiến 40 phút những gì mình làm nó tan thành mây khói hết. Mà vợ tôi vỗ mặt tôi như vậy và nói rằng anh ơi, mình làm lại từ đầu. Thật sự nếu không có sức của Chúa vào thời điểm đó chắc là chúng tôi cũng ngã quỵ. Và cảm ơn Chúa một điều là khi mà tôi nhìn thấy những cái hoang tàn như vậy thì tôi có một luồng suy nghĩ trong đầu mình, đó là có thể mình sẽ bỏ cuộc và mình sẽ không làm lại nữa. Nhưng mà tự nhiên có một lời của Chúa đến với chính tôi ngay giây phút đó. Đó là nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thai. Và cảm ơn Chúa, khi mà tôi nghe được cái lời đó khích lệ mình thì tôi đã nói Chúa ơi, con sẽ làm lại từ đầu. Con sẽ làm lại từ đầu. Và cảm ơn Chúa là Chúa lại cho hai vợ chồng tôi bắt đầu không phải là khởi nghiệp nữa mà bắt đầu làm lại từ đầu với con số âm. Tại vì cái xưởng mình thuê người ta, mình phải đền bù. Rồi trong cái giai đoạn đó, chúng tôi có nhớ một cái câu chuyện, đó là chúng tôi bán hết cái phân xưởng đó. Ở Việt Nam thì có những cái đội phối liệu á, người ta mua với cái số tiền là khoảng 20 triệu vào thời điểm bấy giờ. Tức là nguyên cái xác xưởng rồi máy móc hết. Thì chúng tôi được Chúa nhắc nhở là mình không còn gì cả, nhưng bây giờ khi mình cháy rồi mình còn ít. Và chúng tôi quyết định đó là chúng tôi vẫn nạp 1/10. Tức là chúng tôi cắt 1/10 đó để chúng tôi nạp vào hội thánh của Chúa. Câu chuyện cho đến lúc vợ tôi đến ngày sanh đứa con thứ hai là đứa bé gái rất là kháu khỉnh. Và khoảng 3 tuần sau, vào một cái buổi sáng đó, thì tôi trên cái gác ở trên đi xuống thì tôi phát hiện cửa nhà mình bị mở toang ra. Và tôi mới hỏi em ơi, em có đi đâu không mà cửa mình mở như vậy. Thì vợ tôi nói là em ở cử đâu có đi đâu đâu. Thì tôi mới phát hiện là trong tối hôm đó ăn trộm nó vào, nó dọn sạch sẽ nhà tôi hết luôn. Nó dọn, tôi nhớ là có một chiếc xe Novo, rồi có cái máy tính, rồi có hai cái điện thoại và kể cả hai cái nón bảo hiểm, nó dọn sạch sẽ. Thật sự lúc bây giờ nhiều cú sốc nó xảy ra quá với chính mình, cho nên tôi cũng không biết phải như thế nào. Xin lỗi, đây. Cái này nó không bấm lên, nó không có. Ok.
Ok, cứ tiếp tục cái slide đó. Thì đây là gia đình của tôi, hai vợ chồng và hai đứa con của tôi. Rồi và cảm ơn Chúa, sau khi mà tôi bị mất hết trọng như vậy thì thật sự luôn tôi cũng rất là không hiểu tại sao mà một lúc, một thời điểm mà rất là nhiều chuyện dồn dập như vậy đến với mình. Và tôi bước ra ngoài cửa, tôi chỉ nói một từ thôi vị, đó là cảm tạ Chúa. Tại vì nó quá sức chịu đựng của mình, nếu mà mình nói, mình trách Chúa, mình cũng không có gì để trách. Cho nên tôi chỉ bước ra ngoài và tôi cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa, sau thời điểm đó thì chúng tôi bắt đầu tái thiết lại. Quý vị ơi, quý vị sẽ không hình dung được những cái giai đoạn mà chúng tôi tái thiết lại. Đó là rất là nhiều người thân mình, những người mà hứa hẹn với mình, những người mà nghĩ rằng sẽ được đồng đi với mình đó, thì tất cả đều bỏ rơi chúng tôi hết. Và những cái giây phút đó, đó là những giây phút mà tôi lại càng bám Chúa nhiều hơn. Tôi nương cậy nơi Chúa và vượt qua từng giai đoạn. Quý vị, khi chúng tôi tái thiết lại thì có nhiều nan đề xảy ra vào thời điểm đó. Đó là vì cớ mình bắt đầu tái thiết thì máy móc mình chưa ổn định, người thợ đưa tay vào và thậm chí đứt lìa nguyên cả cánh tay. Không phải một lần mà hai lần như vậy, một bạn thì đứt cả cánh tay, một cái bàn tay như vậy. Và kể cả tôi luôn, quý vị sẽ nhìn được cái slide cuối cùng. Chúng ta đây, đây là hình ảnh tôi bị phỏng, không phải là ở trong cái việc mà tôi bị cháy xưởng, nhưng mà hình ảnh khi mà tôi bị một cái két nước của chiếc xe ô tô á, nó tạt thẳng vào người tôi. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ mang thương tích suốt đời. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong vòng hơn 30 ngày thôi, Đức Chúa Trời đã chữa lành tôi hoàn toàn. Và quý vị thấy tôi rất là đẹp trai. Tại sao? Tại vì bị sợ sự chữa lành của Chúa. Không dừng tại đó, trong giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời của mình, tôi đã ở riêng với Chúa, tôi khóc với Chúa. Và có nhiều người đến nói với tôi và hãy ăn năn đi, tra xét mình đi, tại sao mà cứ dồn dập đủ thứ chuyện như vậy. Tôi cũng không thể trả lời được vì mình không hiểu tại sao rất là nhiều chuyện dồn dập như vậy. Và tôi đã ngồi thờ phượng Chúa. Và trong khi thờ phượng Chúa thì tôi đã viết lên ca khúc, đó là Mọi Si Tôn Thuộc Vua. Bài hát mà quý vị thường hát khi mà quý vị thờ phượng Chúa. Và cảm ơn Chúa, từ cái bài hát đó bắt đầu nó được sức dầu, nó được lan tỏa, nó được đi muôn nơi. Và cho đến một ngày tôi thấy được rằng cái bài hát đó nó được nhân bội bằng cách là có người họ yêu cầu tôi, mục sư ơi, vui lòng cho tôi được phổ ra bằng tiếng Anh. Và không những thế thôi, nhưng mà bây giờ bài hát được phổ bằng tiếng Nhật đó quý vị. Có nghĩa là một số quốc gia họ nghe được và họ cảm nhận có một điều đặc biệt trong cái bài hát. Và thậm chí bây giờ bên Indo họ cũng đang xin phép để họ phổ ra bằng tiếng Indo nữa. Quý vị ơi, trong tận cùng cuộc đời của mình, trong khó khăn nhất cuộc đời của mình, chỉ có Chúa là đứng có thể nâng mình lên. Chỉ có Chúa là đứng có thể giúp đỡ cho cuộc đời mình thôi. Không phải là khi mà mình có tất cả mình mới thờ phượng Chúa, nhưng mà kể cả mình mất tất cả, mình vẫn có thể thờ phượng Chúa. Đó là điều mà Chúa Ngài ưa thích. Và tôi muốn nói lên điều đó là sau hơn một năm, Đức Chúa Trời đã hồi phục gia đình tôi một cách hoàn toàn. Dường như không thể hình dung được, nhưng mà Đức Chúa Trời hồi phục chúng tôi từ thân thể cho đến tất cả về vấn đề tài chánh. Chúa hồi phục tôi hoàn toàn. Vì cớ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành. Và quý vị thấy, cái cuộc đời của chúng ta, Chúa cho phép tất cả mọi việc xảy ra với cuộc đời chúng ta đều có lý do. Và khi Ngài cho phép mọi điều xảy ra với chúng ta để xem chúng ta có sẵn sàng để hướng lòng về Chúa, thờ phượng Chúa hay không. Và khi ở trong tận cùng của sự bế tắc đó, nếu chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa thì phép lạ Chúa có thể xảy ra với cuộc đời của chúng ta. Khi quý vị ở trong sự thờ phượng và ở trong cái mối quan hệ với Chúa, ca ngợi Chúa, quý vị ơi, Chúa có thể biến từ chỗ tối tăm trở nên sáng láng, từ chỗ bế tắc cho nên thanh thông. Và Đức Chúa Trời có thể nâng quý vị lên từ chỗ không ra gì và trở nên tốt lành hơn trong tay thương của Chúa. Và hơn thế nữa, đó là Chúa rất là vui lòng khi chúng ta thờ phượng Ngài. Có thể ngay giây phút này trong mỗi cuộc đời của chúng ta, có người phải lo lắng về gia đình của mình, có người đang lo lắng về con cái của mình, có người đang lo lắng về những hoàn cảnh xảy ra khó khăn với cuộc đời của mình. Nhưng khi quý vị thờ phượng Chúa, khi quý vị trải lòng mình ra thờ phượng Chúa, thì Chúa rất là đẹp lòng. Và cảm ơn Chúa, từng giây phút đó,
Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm những con người hết lòng thờ phượng Ngài. Lời Chúa được ghi ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 16 câu số 7. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên rằng: đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Cảm ơn Chúa, quý vừa được nghe câu kinh thánh mà tôi vừa đọc được ghi ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 16 câu số 7. Nói về một câu chuyện, đó là sau khi vua Sa-u-lơ, ông không còn tấm lòng tìm kiếm Chúa nữa. Và ông đã phạm tội với Chúa. Chính vì đó, Đức Chúa Trời đã sai Sa-mu-ên đi tìm một người mà Ngài muốn chọn người đó để trở nên một vị vua. Và những câu kinh thánh trước đó ghi lại cho chúng ta biết thế nào ạ? Đó là khi mà Sa-mu-ên đến nhà của Giê-xê, tức là cha của Đa-vít, và trong gia đình này có 8 người con trai. Tất cả những người anh được liệt ra, và người con cả là người con trai rất là cao lớn, to lớn, dền dàng. Và lúc bấy giờ Sa-mu-ên nghĩ người đó là người mà Đức Chúa Trời chọn. Và ông nghĩ người này chắc là người được Đức Chúa Trời chọn. Nhưng khi vừa suy nghĩ ông vừa lé lên thôi, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Chúa đã loại bỏ nó. Và người đó không phải là người ta chọn. Vì có thể là người ta nhìn bên ngoài, người ta chọn cái người đó vì họ cao lớn, họ khôn ngoan, họ đẹp trai, họ thôi ngô tướng tú. Nhưng mà người ta chọn, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Đức Giê-hô-va không xem theo cách là người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Và Đức Chúa Trời Ngài tìm những con người thờ phượng Ngài, và thậm chí Ngài nhìn thấy trong lòng của những người nào có tấm lòng thờ phượng Chúa. Chúng ta có thể hát, chúng ta có thể nhảy múa, chúng ta có thể giơ tay lên cao, tất cả mọi hành động chúng ta ca ngợi Chúa, nhưng điều đó không nói lên hết ý nghĩa của một người mà Đức Chúa Trời Ngài tìm kiếm. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong bối cảnh này đó là gì? Đó là cách mà mọi người thường tìm những con người, và theo cách con người đó là người ta tìm những con người có trình độ, có học thức, có những yếu tố theo cách con người. Và cảm ơn Chúa, khi mà chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng những cái tiêu chuẩn mà theo con người đó không phải là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời Ngài chọn. Và tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời chọn đó là gì? Đó là người có tấm lòng. Người mà Đức Chúa Trời chọn là người có tấm lòng, chứ không phải là hình dáng cao lớn, không phải là có một vị trí ở trong xã hội, không phải là người giàu có, không phải là người khôn ngoan, không phải là người đẹp trai, tuấn tú. Nhưng mà người mà Đức Chúa Trời chọn là người có tấm lòng. Người mà Đức Chúa Trời chọn là người có tấm lòng. Quý vị ơi, cho dù hoàn cảnh thế nào chăng nữa, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta để chúng ta biết rằng Chúa nhìn thấy tấm lòng. Làm sao có thể nhìn thấy được lòng người? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thế nào à? Đó là lòng của người ta thì dối trá hơn mọi vật. Ngày hôm nay họ có thể đi cùng với quý vị, ngày hôm nay có thể là họ hứa hẹn với quý vị, nhưng mà không biết mai sau, vài tháng sau, thậm chí vài năm sau, họ sẵn sàng bỏ rơi quý vị. Tại sao à? Vì không có những cái điều kiện tốt nhất để chúng ta, họ có thể lợi dụng chúng ta, hoặc là họ có điều kiện, họ có quyền lợi khi họ đi cùng với chúng ta. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta lời của Chúa đó là gì? Đó là Chúa chọn người không phải theo cách mà là người xem. Và cảm ơn Chúa, khi mà tôi được đến đây, và tôi không biết lý do tại sao mà Đức Chúa Trời Ngài cho tôi lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Tusa này, tôi thấy rằng Chúa có lý do của Ngài. Đó là Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm một người nào đó để đứng vào vị trí mà Ngài muốn tìm. Và có đôi lần khi chúng ta học lời của Chúa, tại sao một người trai trẻ giống như David mà Đức Chúa Trời chọn? Và nếu ai đã từng đọc phân đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa đưa lên câu Kinh Thánh á, thì chúng ta biết rằng chàng trai trẻ này là đứa con út trong gia đình. Và ông ở trong một hoàn cảnh đó là gì? Ông đang chăn chiên ở ngoài đồng. Khi mà tất cả những quyền lợi tốt nhất trong gia đình của Giê-xê là cha của David đều không đến tay David và đến tay những người anh. Và khi mà Sa-mu-ên đi tìm một người để sức dầu lên làm vua đó,
thì những người được tiến cử không phải là David mà là những người anh. Dường như ở trong cái điều kiện dường như rất là khó khăn, dường như tất cả mọi cái sự trở ngại đối với cuộc đời của David. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tại sao Ngài nhìn thấy được tấm lòng của David? Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là con mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi để xem xét những người nào có lòng trọn thành với Ngài. Có thể cái câu Kinh Thánh nó xa xưa và dường như nó không có phù hợp với vào thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng nó rất là phù hợp. Tại sao? Vì Ngài nhìn thấy tấm lòng của David. Làm sao mình có thể nhìn thấy được lòng người? Thật sự mà một người nào đó khi hỏi lòng, tấm lòng để đâu, thì tôi nghĩ là người ta sẽ chỉ là trong trái tim, hoặc là chỉ ở trong cái đầu của mình. Nhưng mà thật sự là khi mình mổ xẻ ra trong cái cơ thể mình cũng không biết tấm lòng nằm ở đâu, có đúng không quý vị? Và như vậy để cho chúng ta biết, mắt chúng ta không thể nào nhìn thấy được tấm lòng người ta. Cái trực giác của chúng ta hoặc là cảm xúc chúng ta không thể nào nhìn thấy được tấm lòng người ta. Tại sao ạ? Kể cả như một vị tiên tri là Samuel cũng không thể nào nhìn thấy được tấm lòng của đâu một cái người mà như David được. Và ông đã sai khi ông nhận xét theo cách mà lại người ta nhận định. Tôi không biết ngay giây phút này quý vị đang đối diện thế nào. Có thể là ngay giây phút này chúng ta đang đối diện với tài chánh. Có người đang đối diện với bệnh tật. Có người đang đối diện với gia đình của mình, như con cái, như chồng của mình. Và dường như tất cả mọi điều đang xảy ra bất lợi với cuộc đời của chúng ta. Nhưng quý vị ơi, Đức Chúa Trời đang nhìn thấy tấm lòng của chúng ta và Ngài không bao giờ muốn chúng ta bỏ cuộc. Và Ngài đã chọn. Và điển hình đó là Ngài đã chọn David. Bây giờ khi mà chúng ta ra đường, người ta thường nói mắt thần á, có nghĩa là tại các trung tâm, tại những cái giao lộ đều có những cái camera để ghi lại những cái hành động ai đó phạm tội hoặc là ai đó đi vi phạm luật giao thông. Tất cả đều có camera để ghi lại hết. Thời xưa thì không có cái yếu tố đó, không có những cái công nghệ như bây giờ để nhìn thấy được ai đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia, cho dù có một chàng thanh niên trẻ tuổi tên là David đang chăn những con chiên, nhưng mà Đức Chúa Trời đã nhìn thấy và Ngài đã chọn David. Tôi không biết mỗi ngày David phải đối diện thế nào khi chăn những con chiên. Có thể là ông chăn những con chiên, ông nghe tiếng nó kêu bê 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 bê. Và có lần trong cuộc đời của ông những cái quyền lợi tốt nhất và dành cho anh của mình, và dường như ông bị bỏ quên ở chỗ cái đồng cỏ để chăn những con chiên. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời thấy. Đức Chúa Trời nhìn thấy trong sâu thẳm lòng của David, đó là ông luôn luôn muốn ca ngợi Chúa. Mỗi ngày ông chăn những con chiên và bằng mọi giá để ông bảo vệ những con chiên mà cha giao phó cho ông. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đã nhiều lần ông đối diện với gấu và sư tử. Và thậm chí có đôi lần những con gấu và sư tử nó đã cắn có con chiên ở trong mõm của nó. Nhưng bằng mọi giá, với tấm lòng tận tụy và với tấm lòng hết lòng để làm trọn nhiệm vụ mà cha giao, ông đã rứt con chiên đó ra khỏi mõm của con gấu hay sư tử. Đó là trách nhiệm. Và có lần trong cuộc đời của ông đối diện với những cái hoàn cảnh mà dường như bị đè nén và dường như không ai nghe ông cả. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết ông đã thờ phượng Chúa bằng cái đàn hạt của mình. Tôi không biết tiếng đàn của ông đàn như thế nào. Tôi không biết ông đàn điêu luyện thế nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thế nào ạ? Có một câu chuyện xảy ra là sau khi Saul bị ác thần nhập vào và họ đã tìm kiếm một người có thể giải khuây được. Đó là họ đã tìm ra một chàng thanh niên tên là David. Chàng thanh niên này rất là đặc biệt, là mỗi lần gảy đàn lên thì Chúa đã xức dầu trên tiếng đàn đó và ác thần lìa khỏi Saul. David rất là bình thường. David chỉ là một chàng thanh niên 17 tuổi. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nhìn thấy tấm lòng David và Ngài đã chọn David để làm vua. Quý vị ơi, không quan trọng chúng ta có kỹ năng, không quan trọng chúng ta giàu có, không quan trọng chúng ta có địa vị, hoặc là quan trọng chúng ta như thế nào,
Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là gì? Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng và Ngài tìm người đó, Ngài chọn người đó để làm công việc của Ngài. Hãy nhớ cuộc đời của Sao-lơ, khi ông bước lên ngôi vua, ông rất là thuận lợi. Nhưng mà cuộc đời của David, khi bước lên ngôi vua, ông gặp rất là nhiều trắc trở. Nhưng mà cái thời của Sao-lơ á, là thời mà dường như dân sự của Chúa bị phóng túng và đi lẹo hai bên. Nhưng thời của David là thời mà dường như tấm lòng dân sự của Chúa luôn luôn hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Quý vị, buổi tối hôm nay tôi muốn gửi cái tâm tình này với hội thánh của Chúa. Đó là khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta tin rằng chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa, và bởi tâm lòng đó, Đức Chúa Trời có thể thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Cho dù hoàn cảnh của chúng ta đang ở trong hoàn cảnh bế tắc thế nào, dường như không ai quan tâm, không ai ngó đến chúng ta, và dường như những cái điều bất lợi với chúng ta, nhưng khi Đức Chúa Trời chọn chúng ta, Ngài có thể bốc chúng ta từ ở chỗ nơi mà đồng cỏ chăn những con chiên đó, trở nên một người có thể bước vào sứ mạng để phục vụ cho vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi đã nói về cuộc đời của mình. Đó là tôi là một đứa trẻ không ra gì trong xã hội, và Chúa đã cứu cuộc đời của tôi. Và bây giờ tôi vừa là một sư hầu Chúa, nhưng mà tôi cũng là một cái người founder của một công ty để sản xuất những cái sản phẩm. Và tôi cảm ơn Chúa, không phải là mình giỏi, không phải là mình hay, nhưng mà tất cả là bởi ơn yêu thương của Chúa trên cuộc đời của mình. Cho dù hoàn cảnh mình có ở trong như thế nào, hoàn cảnh mình đối diện ra sao, nhưng quý vị ơi, hãy bám lấy Chúa, hãy nhìn lấy Chúa, hãy trông cậy nơi Chúa, và hãy thờ phượng Chúa. Chúa là đứng có thể thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Và tôi tin rằng khi chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa, Chúa sẽ ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Và tôi ước mong rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ không thờ phượng theo cách cũ nữa. Cách cũ là gì? Đó là chúng ta thờ phượng Chúa mà chúng ta không nghĩ rằng từ cái sự thờ phượng Chúa đó có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta thờ phượng Chúa, hết lòng thờ phượng Chúa, Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Amen không ạ? Mình thờ phượng Chúa như vậy đó, mình hết lòng thờ phượng Chúa và mình nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa thay đổi hoàn cảnh của con không chấp nhận những gì đang xảy ra bất lợi cuộc đời của con, vì Ngài hứa là Ngài ban phước cho con, Ngài ban phước cho dòng dõi con. Và chắc chắn khi chúng ta thờ phượng Chúa hết lòng, Chúa Ngài sẽ thay đổi chính chúng ta và gia đình của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta khi chúng ta hết lòng ca ngợi Chúa. Nguyện lời Chúa buổi tối hôm nay khích lệ cho chúng ta, xin ban thờ phượng giúp đỡ cho chúng ta trong cái phần những cái phần kế tiếp. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.